Lịch thi đấu bóng đá trận đầu tiên của đội tuyển Olympic Việt Nam tại ASEAN 2023, Trung Quốc. Thưa quý vị, đội tuyển Olympic Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn hiện đã có đầy đủ lực lượng và bắt đầu bước vào rèn luyện chiến thuật để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Châu Á 2023. Theo kế hoạch, đội tuyển Olympic Việt Nam với quân số 24 cầu thủ sẽ tập 3-4 buổi tại Hà Nội. Ngày 16 tháng 9, toàn đội sẽ lên đường sang Hàng Châu, Trung Quốc. Tại đây, đội sẽ có thêm 2 ngày tập luyện nữa trước khi bước vào trận ra quân bảng B ASEAN 2023 gặp Mông Cổ vào lúc 15 giờ theo giờ Việt Nam ngày 19 tháng 9 trên sân Linh Tim Sports Center. Theo như kết quả bốc thăm trước đó, Việt Nam rơi vào bảng B được xem là bảng tử thần cùng các đội Ả Rập Xê Út, Iran và Mông Cổ. Có thể thấy đây là thử thách rất lớn với thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Tuy nhiên, nếu xếp thứ 3 ở vòng bảng, đội tuyển Việt Nam vẫn có cơ hội đi tiếp. Bởi môn bóng đá nam của ASEAN 19 có tổng cộng 23 đội tuyển tham dự chia làm 6 bảng đấu, gồm 5 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội. Mỗi bảng sẽ chọn ra 2 đội nhất nhì cùng 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ tiến vào tranh tài ở vòng 1-8, sau đó là tứ kết, bán kết, tranh hạng 3 và chung kết